Xin chào các bạn. Theo The Times, Nga đang lên kế hoạch kiểm soát các điểm dân cư có tầm quan trọng chiến lược ở Donbass, còn Ukraine đang chuẩn bị một cuộc phản công quy mô lớn. Theo tờ báo Anh The Times năm 2015, các lực lượng vũ trang liên bang Nga (VSOF) và các lực lượng vũ trang Ukraine VSU đều đã chuẩn bị cho các hoạt động tấn công quy mô lớn có thể thay đổi đáng kể công diện cuộc xung đột. Các lực lượng vũ trang liên bang Nga đang lên kế hoạch cho một loạt các cuộc tấn công mục tiêu và kiểm soát các điểm dân cư có tầm quan trọng chiến lược ở Donbass. Cụ chỉ huy Nga dự định tập trung lực lượng kiểm soát Chasovya và Bogorod trước khi mùa đông bắt đầu. Những thành phố này nằm trên lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk DPR tự xưng và là chìa khóa để củng cố vị thế. Theo báo trên, việc kiểm soát Chasovya và Bogorod sẽ cho phép các lực lượng vũ trang Liên bang Nga tạo bàn đạp cho cuộc tấn công tiếp theo vào tỉnh Dnepropetrovsk dự kiến bắt đầu vào mùa xuân năm 2015. Trong khi đó, các lực lượng vũ trang Ukraine cũng không đứng ngoài cuộc. Theo The Times, các lực lượng vũ trang Ukraine đang chuẩn bị một cuộc phản công quy mô lớn sẽ được thực hiện trên một số khu vực của mặt trận. Cuộc tấn công này nhằm mục đích đẩy lùi và ngăn chặn các kế hoạch của các lực lượng vũ trang Liên bang Nga cũng như là giành lại quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ đã mất. Ukraine muốn có thêm vũ khí Theo Kiev Independent, trong ngày 2 tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng kêu gọi các đồng minh phương Tây gửi thêm vũ khí tầm xa cho Kiev. Ông Zelensky nói, ở thời điểm hiện tại chúng tôi cần nhiều hơn việc cho phép sử dụng vũ khí phương Tây để tập kích mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Ukraine cần thêm các loại vũ khí có khả năng làm như vậy. Chúng tôi vẫn chưa nhận được đủ những thứ vũ khí muốn sử dụng. Trong bình luận của mình, Tổng thống Zelensky nói rằng chiến dịch ở vùng Kurt đang diễn ra đúng kế hoạch nhưng cũng thừa nhận khó khăn ở tiền tuyến miền đầu. Ông Zelensky cho biết chúng tôi tiến hành tấn công vào vùng Kurt nhằm giảm tải sức ép cho Donetsk, đặc biệt là tại Bokoros, nhưng mọi thứ ở đó vẫn đang rất khó khăn và phức tạp. Ngày 2 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các lực lượng Nga đang tiến nhanh hơn ở miền đông Ukraine so với trước đây, kiểm soát thêm vài km vuông mỗi ngày khi họ cố gắng phá vỡ tuyến phòng thủ của Ukraine, theo hãng tin Reuters. Ông Putin phát biểu tại trường trung học số 20 ở Kizhin, thuộc vùng Tuva xa xôi, cách Moscow khoảng 4.500 km. Chúng tôi đã không đạt tốc độ tấn công như vậy ở vùng Donbass, đông, đông Ukraine trong một thời gian dài. Nhà lãnh đạo Nga nói thêm, bây giờ chúng tôi không còn nói đến chuyện tiến 200 hay 300 mét nữa, các lực lượng vũ trang Nga đã kiểm soát được phần lãnh thổ không phải là từ 200 đến 300 m mà từ vài km vuông. Ukraine thừa nhận khó khăn ở tiền tuyến. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận những khó khăn mà lực lượng Ukraine phải gặp ở miền đông nước này, đặc biệt là gần thành phố Bakhmut, khu vực Donetsk. Ông Zelensky thông tin Ukraine gặp khó khăn trong việc đối đầu với các lữ đoàn Nga tập trung chiến đấu nhất ở mặt trận phía đông. Phát biểu trước các nhà báo tại thành phố Zaporizhia do Ukraine kiểm soát, cùng Thủ tướng Hà Lan Dishos ngày 2 tháng 9, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã thảo luận về tình hình khu vực cùng với Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Oleksandr Syrskyi. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng quân Nga không có thêm bước tiến nào trong hai ngày qua. Ông Zelensky nói, ở khu vực Bokaros, dù khó khăn đến đầu, cũng không có bước tiến nào của Nga trong hai ngày. Blog quân sự Tây cũng đưa tin về tình hình ổn định ở các ngôi làng gần Bokaros, còn Yuri Boronyaka, một blogger quân sự thân Nga, cho biết các trận chiến dữ dội đang diễn ra ở thành phố Selidove, cách Bokoros khoảng 20 km về phía nam, và thành phố Ukraine, cách Selidove 14 km về phía nam, ở khu vực Donetsk. Hãng tin TASS Nga cho biết các lực lượng Ukraine đã đẩy lùi ra khỏi một phần Selidove. Bộ Quốc phòng Nga ngày 2 tháng 9 thông tin các lực lượng Nga đã kiểm soát được làng Skoche phía đông Bokoros. Bất chấp cuộc tấn công của Ukraine vào vùng biên giới khớt của Nga kể từ hôm ngày 6 tháng 8, quân Nga vốn mạnh hơn về mặt quân số vẫn tiếp tục tiến qua các khu định cư ở miền đông Ukraine trên đường tiếp cận Bokoros, thành phố quan trọng về mặt hậu cần. Ông Putin nói chiến dịch khớt của Ukraine là sự khiêu khích. Theo hãng tin RIA, Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả chiến dịch khớt của Ukraine là sự khiêu khích và điều này không thể ngăn bước tiến của Nga ở vùng Donetsk. Phát biểu công Putin vừa qua phản ánh cách tiếp cận tổng thể của giới lãnh đạo Nga suốt một tháng này, Họ rất ít khi tô đậm câu chuyện về Kurt, mặc dù đã có những lời cảnh báo mạnh mẽ trước tình hình ở vùng này. Ngoài việc hạ thấp tầm quan trọng của chiến dịch Kurt, Nga cũng chứng minh điều đó bằng các đợt tiến quân không ngừng ở miền đông Ukraine và cả thủ đô Kiev. Mới nhất, Reuters dẫn lời các quan chức Ukraine cho hay, Kiev đang nghe nhiều tiếng nổ lớn sáng sớm ngày 2 tháng 9, khi Nga tiến hành không kích. Cư dân khắp thành phố bị hàng loạt tiếng nổ đánh thức, được cho là của tên lửa Nga và tên lửa phòng không đánh chặn mục tiêu phía Ukraine tuyên bố đã phá hủy 22 trên tổng số 35 tên lửa và 20 trên tổng số 23 chiếc máy bay không người lái. Loạt cảnh báo không kích vang lên khắp Ukraine trong gần 2 tiếng trước lúc không quân nước này tuyên bố an toàn vào 6 giờ 30 sáng. Ba Lan, quốc gia láng giềng của Ukraine và là thành viên tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã triển khai các máy bay đề phòng bất chắc dưới lúc Ukraine tuyên bố bị Nga không kích. Nga nói sẽ thay đổi học thuyết hạt nhân. Hãng tin TASS dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabakov tuyên bố Nga sẽ thay đổi học thuyết về việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Nhấn mạnh quyết định này có liên quan đến sự leo thang của các đối thủ phương Tây về cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Ryabakov nói khi nào việc cập nhật học thuyết hạt nhân sẽ được hoàn thành. Hãng tin TASS dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga, thời điểm hoàn thành công việc này là một câu hỏi khá khó vì chúng tôi đang nói về những khía cạnh quan trọng nhất để đảm bảo an ninh quốc gia của chúng ta. Học thuyết hạt nhân hiện tại được nêu trong sắc lệnh do Tổng thống Vladimir Putin ban hành vào năm 2010. Nếu rõ Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp kẻ thù tiến hành cuộc tấn công hạt nhân hoặc cuộc tấn công thông thường đe dọa đến sự tồn vong của Nga. Một số nhà phân tích quân sự của Nga đã thúc giục ông Putin hạ ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân để làm cho những kẻ thù của Nga ở phương Tây tỉnh táo. Trước cuộc trả lời phỏng vấn được công bố mới đây, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng phương Tây đã đi quá xa và Nga sẽ làm mọi cách để bảo vệ lợi ích của mình quân đội Nga có loạt máy bay Su-34 mới. Ngày 2 tháng 9, tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất UAC thông báo đã chuyển giao lô máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 mới cho lực lượng hàng không vũ trụ Nga. Những chiếc Su-34 này do máy bay hàng không Novosibirsk sản xuất là một phần của chương trình sản xuất trong năm nay và đã thành công vượt qua tất cả các cuộc thử nghiệm bắt buộc trên mặt đất và trên khẩu. Phó Tổng Giám đốc thứ nhất của Tập đoàn Công nghệ Nhà nước Rostec, ông Vladimir Antikov cho biết những chiếc Su-34 mới được giao có hiệu suất bay đặc biệt và cực kỳ hiệu quả trong việc tấn công mục tiêu của đối phương. Nó là loại vũ khí được các lực lượng vũ trang săn đón, đặc biệt là vì khả năng triển khai các loại đạn dược có độ chính xác cao với mô đun lập kế hoạch và hiệu chỉnh phụ quát, chứng minh được giá trị trong các vùng phòng không. Ông Vladimir Antikov nhấn mạnh thêm rằng, nhận thức được nhu cầu cấp thiết đối với những chiếc máy bay ném bom này, tập đoàn nhà nước đảm bảo giao hàng đúng hạn và đầy đủ. Su-34 là máy bay ném bom chiến thuật do nhà sản xuất máy bay Sukhoi của Nga phát triển, được thiết kế cho các nhiệm vụ chống hạm và ném bom chính xác. Chiếc máy bay đa năng này đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 13 tháng 4 năm 1990 và đi vào hoạt động vào tháng 7 năm 2013. Hiện nó vẫn là loại máy bay được tăng cường sản xuất với hơn 100 chiếc được chế tạo cho đến nay. Máy bay ném bom này được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên mặt đất, trên biển và trên không, bao gồm cả những mục tiêu được bảo vệ bởi hệ thống phòng không và có thể hoạt động ở khoảng cách xa. Không chỉ vậy, Su-34 còn có khả năng hoạt động hiệu quả bất kể ngày đêm hay điều kiện thời tiết nào trên các chiến trường địa lý khác nhau. Nó còn được trang bị vũ khí có điều khiển và không có điều khiển và có thể thực hiện các nhiệm vụ trinh sát trên không. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.